Nam hôm nay đã có mặt tại Manila, đã kịp ghi lại hình ảnh của các vận động viên trước khi lên máy bay trở về trong vòng tay của người hâm mộ quê nhà. Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tôi đang có mặt tại sân bay Ninoy Aquino của Manila, Philippines. Và vào 15 giờ thì đội tuyển bóng đá nữ cũng như là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 30. Những gì mà cổ động viên thấy ngày hôm qua thì đằng sau đó là tất cả nỗ lực và sự cống hiến hết mình của các cầu thủ. Tôi thật sự cảm ơn cổ động viên Việt Nam. Chúng ta là những nhà vô địch của Đông Nam Á. Trong thời gian 2 năm nữa và nhiều năm tới, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ huy chương vàng và giành được nhiều hơn thành công nữa. Các cầu thủ nữ của tôi phải nói là đại diện cho phụ nữ Việt Nam trên cái đấu trường thể thao này, phải nói là rất là ngoan cường, dũng cảm, tôi phải nói như vậy. Có một câu nói ở trên mạng rất là hay, 10 năm trả thù chưa muộn. Và đấy là câu trả lời của Hoàng. Đây cũng là một động lực lớn với em để em tiếp tục hành trình trong tương lai. Linh Chi muốn dành lời cảm ơn chân thật nhất và những cái lời mà tuyệt vời nhất đến tất cả người dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng đội tuyển. Sau khi trở về thì muốn là quay trở về nhà để gặp mẹ cũng như là con trai mới sinh, thì đấy là điều mà cũng là rất là mong chờ sau khoảng hơn một tháng đã chuẩn bị SEA Games. Em cảm ơn những người hâm mộ và ủng hộ tụi em và xem tụi em thi đấu trực tiếp và những người hâm mộ ở nhà nữa. Dung mong là cái thế hệ mà lứa cầu thủ trẻ sẽ được đầu tư vào bài bản hơn để sau này sẽ kế cận cái lứa mà bọn Dung cũng chỉ đá được khoảng 2-3 năm nữa thôi, thì cũng mong là cái mọi người sẽ quan tâm và đầu tư cho cái thế hệ trẻ nhiều hơn nữa. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ trở về trên máy bay Boeing 787-10 và đây là dòng máy bay hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay. Và không chỉ có các cầu thủ bóng đá nữ, bóng đá nam của chúng ta mà còn có cả các vận động viên đến từ các môn thể thao khác. Sau 3 giờ bay thì 18 giờ 15 đoàn sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cùng với đội bóng đá nam và nữ, lúc này các vận động viên khác của các đội tuyển khác của Việt Nam cũng đã lên đường về nước. Kết thúc SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng là 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 104 huy chương đồng, đứng thứ hai sau đoàn chủ nhà Philippines, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.